Ý niệm có thể chữa lành bệnh, bất luận là bệnh gì. Ý niệm có thể chữa lành bệnh con người sao? Chính là ý niệm thiện. Tất cả bệnh tật đều là do ý niệm bất thiện sanh ra. Bạn chỉ cần thay đổi ý niệm, thân tâm bạn khỏe mạnh thì bệnh gì cũng đều không có. Ngay cả ung thư cũng có thể trị hết. Hà Quai dùng cách trị liệu dân gian, bạn đã từng nghe qua chưa? Xin sư phụ nói cho chúng con nghe. Người trị bệnh này đã viết ra rất nhiều sách, tôi xem qua rồi. Ngày 21 tháng 3 năm 2012, tiến sĩ Hugh Len đã đến thăm tôi. Ông ấy năm nay 73 tuổi. Cách chữa bệnh giống như trên kinh Phật nói vậy, hoàn toàn tương đồng với những gì nhà khoa học vật lý bây giờ nói. Ông ấy có 4 câu khẩu quyết trị bệnh do nhiều thế hệ tổ tiên truyền lại, là: tôi yêu bạn, xin lỗi bạn, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Rất là có hiệu quả. Có một hôm chân của tôi bị co rút gân, tôi liền vuốt ve chân của mình. Tôi nói tôi yêu bạn, tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt khiến cho chân bị co rút gân ở chỗ này, xin hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn bạn. Tôi nói như vậy 3 lần thì đã khỏi rồi. Ông ấy chữa bệnh thay cho người khác mà không cần gặp mặt bệnh nhân, cũng không cần thuốc men, không cần toa thuốc, cũng không cần tiêm thuốc hay uống thuốc gì cả. Ông ấy chỉ cần tên họ, ngày sinh của người bệnh, bệnh tình của họ. Chỉ cần 3 điều này thôi. Cách trị bệnh này xa dài ngàn dặm vẫn có hiệu quả. Dùng ý niệm quán tưởng cũng chính là thiền định mà Trung Quốc thường nói. Mang người bệnh và bản thân mình nghĩ thành một người, thân thể của chúng ta hoàn toàn hòa hợp thành một thể, không có phân chia. Mình và người trở thành một thể, quán tưởng thành một thể. Sau đó thì bệnh của họ chính là bệnh của mình. Tự mình dùng ý niệm, hoàn toàn dùng ý niệm thiện chữa lành bệnh, thì khi đó bệnh của đối phương cũng khỏi hẳn. Ông ấy chữa lành bệnh mấy ngàn người đều rất có hiệu quả. Bây giờ ở Mỹ và Nhật có rất nhiều người theo ông ta học tập. Điều quan trọng nhất chính là tâm yêu thương. Bạn không có tâm yêu thương thì sẽ không làm được. Tâm yêu thương, tâm thanh tịnh nên cần hồi phục sạch sẽ tâm của mình. Ông ấy nói ký ức tốt hay ký ức xấu của bạn, tất cả đều phải xóa sạch hết, để tâm trở về trạng thái năng lượng bằng không. Chính là tâm sạch sẽ, cái gì cũng không có. Đây là chân tâm. Dùng chân tâm này